chạm trán với Indonesia. Thái Lan vừa lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Tú Linh đập bóng tốt ở biên 4. Chúng ta đang tấn công rất hay ở vị trí số 4. Tỷ số được san bằng 3 đều. Hai đội đang nhập cuộc có thể nói là cân. Người đang ghi được nhiều điểm nhất bên phía Thái Lan lúc này là phụ công mang áo số 29. Đó chính là người đang phát bóng. Tú Linh. Pha bỏ nhỏ thành công của Tú Linh. Khi Thanh Thúy xuống cầu dưới và Tú Linh xoay lên cầu trên thì chủ công mang áo số 20 cũng đang có hiệu suất ghi điểm rất ấn tượng. Pha xử lý rất tinh tế của Trần Tú Linh. Sau khi hội ý thì Thái Lan đã lên được 2 điểm liên tiếp. Đánh hai chuyền. Thái Lan vẫn kịp cứu bóng nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Hàng sau Tú Linh. Cú đánh sau vạch 3m quá tuyệt vời của Tú Linh. Trong khoảng thời gian gần đây thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho các học trò rèn rất nhiều kỹ năng phối hợp tấn công từ hàng sau. Tú Linh và cả ngay cả Đoàn Thị Xuân nữa. Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Tấn công ở vị trí số 4. Chúng ta vẫn kịp phản xạ để cứu bóng. Tú Linh. Bóng có chạm tay chắn hay không? Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tú Linh đang giữ hiệu suất ghi điểm rất ấn tượng trong trận này. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã trải qua một hành trình rất dài. Thanh Thúy tấn công ở vị trí số 2. Đối phương cũng phản xạ rất nhanh để phòng thủ. Cơ hội ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Hàng sau, Tú Linh bỏ nhỏ. Pha bỏ nhỏ rất kỹ thuật của Trần Tú Linh. Tỷ số được san bằng 22 đều. Sau tình huống challenge thành công và pha bóng được thực hiện lại thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã san bằng được tỷ số trước Thái Lan. Pha xử lý rất hay của Trần Tú Linh khi đã phát hiện có tới 3 cầu thủ chắn bóng ở khu vực giữa lưới bên phía Thái Lan. Sau đầu, chắn bóng tốt và điểm cho đội tuyển Việt Nam. 24-21 và bây giờ chúng ta có tới 3 cơ hội để giành set point. Có lẽ chưa bao giờ người Thái lại gặp khó khăn đến vậy trong một trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở set đấu mở màn. Tất cả những cuộc đối đầu trong quá khứ chúng ta đều thua đối thủ. Và hầu hết còn lại. Pha chớp thời cơ hay của Tú Linh. Đối phương cũng vừa có một pha bắt bưng 1-0 thành công. Chủ công của Thái Lan ở hàng sau đã có một tình huống bắt bước một mà trong bóng chuyền chuyên nghiệp thì các vận động viên thường gọi đây là quả cảm ơn. Thường gọi với những cái tên thân thuộc hơn là Ái Châu và Chuồn Chuồn. Việt Nam lại vươn lên dẫn trước. Chúng ta vẫn đang giữ được hiệu suất tấn công tương đối tốt trong trận đấu này. Đưa bóng cho Tú Linh bỏ nhỏ. Tú Linh lại xử lý thành công. Ngày hôm nay Tú Linh đánh quá hay. Bên cạnh những cú đánh uy lực thì Tú Linh cũng có những pha xử lý rất tinh tế để loại bỏ hàng chắn của đối phương. Một pha xử lý. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Tú Linh đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m và bóng suýt chút nữa đã văng lên tận khán đài. Thái Lan đương nhiên không thể cứu được bóng ở tình huống vừa rồi. 9-6 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang có một Tú Linh hoàn toàn khác. Một Tú Linh đang rất nỗ lực để hoàn thiện chính mình. Trước đây Tú Linh được biết đến là một chủ công. Tú Linh phát bóng rất khó chịu và tình huống vừa rồi thì Acharapon đã bắt bước một không thành công. 18-20 cho đội tuyển Việt Nam. Những pha phát bóng của Tú Linh tưởng như đơn giản nhưng quỹ đạo bay của trái bóng là rất khó chịu. Những tình huống phát bóng bay đôi khi còn khiến cho các vận động viên phòng thủ. Tình huống phát bóng cực kỳ khó chịu của Tú Linh và chúng ta dẫn trước 8-6 khi bước vào loạt technical timeout lần thứ nhất của set 3. Như chúng tôi đã nói, những pha phát bóng bay, quỹ đạo của trái bóng đi liệng và đôi khi
Cầu phát bóng của Tú Linh, rất trông chờ vào cầu phát bóng này. Chắn bóng giảm lực thành công và đây là cơ hội tấn công cho chúng ta. Tú Linh hàng sâu, điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tú Linh ngày hôm nay có những pha tấn công sau vạch 3m thực sự là vô cùng ấn tượng. Chúng ta bắt đầu ngửi thấy mùi chiến thắng ở xét đấu thứ 3 này rồi. Hãy cố gắng lên các cô gái Việt Nam. Khoảng cách dù chỉ là 3 điểm thôi nhưng chúng ta đang có lợi thế khi mà bóng lại thuộc về người Thái. Tú Linh, nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của Khánh Đăng. Tiếp tục là Tú Linh vào đó. Điểm 25 cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội vẫn còn với chúng ta ở xét đấu thứ 3 này. Đội bóng nào giành chiến thắng trong xét 3 sẽ có cơ hội lớn giành chiến thắng chung cuộc. Hãy cố lên các cô gái Việt Nam. Ban huấn luyện của đội tuyển Indonesia, những người đứng hạng 3 ở trạng 1 CV League lần này cũng đang theo dõi trận đấu quá kịch tính ngày hôm nay. Và họ đều hiểu rằng Thái Lan và Việt Nam xứng đáng là những đội bóng được một điểm block ở pha bóng vừa rồi. Tú Linh, ngày hôm nay thì Tú Linh vẫn là người có hiệu suất ghi điểm cao nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ cần phải điều bóng cho Tú Linh và Kiều Trinh nhiều hơn. Vừa rồi là một điểm ace cho đội tuyển Việt Nam. Đưa bóng cho Tú Linh, bỏ nhỏ. Pha bỏ nhỏ rất hay của Tú Linh. Tú Linh ngày hôm nay thi đấu thực sự là quá tuyệt vời. Tỷ số được san bằng 12 đều. Dàn cầu thủ này đang nỗ lực thi đấu trong bối cảnh không có đội trưởng Thanh Thúy ở trên sân. Cũng là những tín hiệu đáng mừng đối với bóng chuyền Việt Nam.